cận cảnh khu đô thị Bắc Hà Thanh của tập đoàn Phát Đạt nè các bạn. Đấy, bên kia là quốc lộ 19 mới các bạn. Từ đầu bên này đổ tới giáp mấy cái nhà luôn các bạn. Xuống tới tận cầu Hà Thanh 7 các bạn nha. Đó, cầu Hà Thanh 7 ui kia. Ở đường vào ngã ba nhà thờ Làng Sông các bạn, ngã ba Phước Thuận nè. Đấy, rộng bao la luôn nè, từ bên đường quốc lộ 19 mới kia các bạn. Qua cho tới đường dọc đê đi đông này các bạn. Bên này là thuộc sông Côn, huyện Tuy Phước các bạn. Đó, đê đông này các bạn. Lên cái núi này là núi Chùa Hang các bạn nha. Đó, cái núi này là sẽ là trung tâm thị trấn Tuy Phước. Vâng, những hình ảnh được Quy Nhơn City cập nhật vào tháng 1 năm 2024, sau vài tháng thi công thì hiện nay Quy Nhơn City thấy khu đô thị Bắc Hà Thanh của tập đoàn Phát Đạt vẫn chưa san lấp mặt bằng xong. Đó các bạn, những hình ảnh vị trí, nói về vị trí đi, vị trí ở khu đô thị Bắc Hà Thanh rất là đẹp. Một bên là đường quốc lộ 19 mới, một bên là dòng sông Hà Thanh. Đây là dòng sông thuộc hai nhánh sông của Hà Thanh và nhánh sông của sông Côn hợp thành trước khi đổ qua khu vực Đại Phú Gia rồi đổ qua đầm Thị Nại. Đây cũng có thể là được xem là điểm nhấn của cái khu đô thị Bắc Hà Thanh này. Nó đẹp nhờ vào con sông này các bạn. Dự án khu dân cư Bắc Hà Thanh có tổng diện tích là 43,16 hectare, tổng mức đầu tư dự án là 2.342 tỷ đồng, trong đó chi phí thực hiện dự án là 2.021 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng là 321,5 tỷ đồng. Dự án được quy hoạch xây dựng với mô hình đất nền, nhà phố và shophouse. Bên cạnh đó, khu dân cư Bắc Hà Thanh được phát triển với định hướng là một khu dân cư, khu đô thị theo quy hoạch hiện đại, có không gian kiến trúc, cảnh quan, đảm bảo các tiêu chí môi trường bền vững, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, góp phần chỉnh trang đô thị, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Dự án được bố trí hệ thống tiện ích nội khu gồm quảng trường biển, khu công viên cây xanh rộng lớn, kết nối với quảng trường biển qua phố đi bộ, trung tâm thương mại, hệ thống giáo dục theo tiêu chuẩn quốc tế, nhà trẻ, trường tiểu học, trường, trung học cơ sở,